Mẹ nói là con ăn nhanh nghe không? Không, không. Cái này có ăn không? Không là không. Còn cái này? Kem chì tới con. Ăn uống kiểu này nên người ta bảo đậu que phải rồi. Ướm như kỳ que vậy. Trời ơi, tội chưa kìa. Làm sao mà đậu que con lại bị mẹ phạt quỳ gối vậy nè? Kệ nó đi, nó lười ăn lắm. Kêu nó ăn nó không ăn, phải phạt nó cho chừa. Ngày nào cũng ăn cái món này, ngán lắm. Nó không chịu ăn, chỉ thích ăn vặt, nên lười ăn cơm. Mỗi lần ăn là mệt mỏi hả? Chị Ốc hiểu rồi, nhưng mà nói nghe nè, con nít á thì có gì thì mình cũng phải nhẹ nhẹ thôi, chứ mẹ phạt quỳ gối như vậy á là đậu que con sẽ buồn lắm luôn á. Với lại trẻ nhỏ thì cũng cần phải ăn uống làm sao thật là đa dạng, vừa đủ chất dinh dưỡng nè, mà lại vừa thơm ngon để kích thích giúp cho trẻ ăn ngon hơn nữa. Họ đậu nhà em dinh dưỡng đầy, đòi gì nữa? Đương nhiên là họ nhà đậu rất là nhiều chất dinh dưỡng nè. Nhưng mà còn rất là nhiều những loại thực phẩm khác cũng có thật là nhiều dinh dưỡng tốt cho trẻ nhỏ. Loại nào? Loại nào hả? Thì chị Ốc chỉ biết là phải thay đổi thôi. Còn cụ thể loại nào thì để chị Ốc sử dụng quyền trợ giúp từ người thân nha. Chờ xíu nha. Cũng được. Alo, Dr. Khỏe hả? Dr. Khỏe có nhà không vợ? Dr. Khỏe có rảnh không? Ốc qua bên đó hỏi Dr. Khỏe chút xíu chuyện nha. Chào Ốc Thanh Vân, ta đang ở nhà nè. Dr. Khỏe, ngày hôm nay Ốc muốn nhờ Dr. Khỏe một nhiệm vụ. Dr. Khỏe hãy tìm giúp Ốc một loại thực phẩm nào đó tốt cho trẻ nhỏ. Những yêu cầu như sau nha. Phải nhiều chất dinh dưỡng nè, thơm nè, ngon nè, dễ ăn nè, mà phải kích thích tiêu hóa nữa. Dr. Khỏe giúp Ốc nha. Ấy chà, sao mà đòi hỏi dữ vậy? Nghe mà choáng váng mặt mày luôn đó nha. Ủa, Dr. Khỏe, nói vậy là bộ khó tìm lắm hả? Không khó đâu chị Ốc, đây em đây nè, ai cần em vậy? Ồ, chào Macca. Chị Ốc quên mất tiêu, Macca vừa thơm ngon nè, rất là béo nè, rất là bổ nè. Ý, nhưng mà trẻ nhỏ cũng ăn Macca được luôn hả, Dr. Khỏe? Đúng vậy. Macca chứa nhiều loại dầu tốt cho sức khỏe, chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Vị ngon, nó là loại thực phẩm lý tưởng cho những đứa trẻ năng động. Dr. Khỏe ơi, Dr. Khỏe vừa mới nói là Macca chứa rất là nhiều dầu, nhưng mà trẻ nhỏ mà ăn nhiều dầu như vậy á, rồi có tiêu được không, Dr. Khỏe? Không có đâu. Dầu ở đây là omega 3, omega 6, omega 7. Loại này là loại không bão hòa đơn, nên không chỉ dễ tiêu hóa mà còn kích thích tiêu hóa nữa. Từ nay trở đi á, chỉ cần đậu que mẹ bổ sung thêm hạt macca làm thức ăn vặt cho đậu que con nè, là vừa thơm vừa ngon, vừa bổ dưỡng, vừa kích thích tiêu hóa nè, lợi đủ đường luôn. Ngoài ra, nhưng hạt macca còn dùng làm sữa để uống, làm bánh để ăn, vừa thơm vừa ngon lại vừa bổ nữa. Do có nhiều công dụng, giá trị dinh dưỡng tuyệt vời, mẹ em được mệnh danh là hoàng hậu của các loại hạt đó. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Ốc Thanh Vân, Dr. Khỏe và hạt macca xin chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại.